Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip hướng dẫn các bạn độ sạc không dây trên VinFast Lux A bản Base. Chúng ta có thể thấy là bản Base thì ở đây có cái pad sạc không dây, nhưng mà nó không có sạc không dây trong này, chỉ có bản Plus với bản Full mới có thôi. Thì chúng ta sẽ độ nó, mà việc mua phụ tùng từ bản Full để độ lên bản Base rất là khó. Cho nên là hôm nay mình có một giải pháp rất là đơn giản. Đây nha các bạn, chúng ta mua một cái sạc không dây OK, cắm vô cái lỗ USB đằng sau, thả vô đây, đó, sạc luôn. Ta-da, xong rồi nha.